3 ngày trước, Cristiano Ronaldo lập kỷ lục siêu đẳng khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 23 mùa giải liên tiếp. Càng ngọt ngào hơn khi kỷ lục ấy giúp Al-Nass giành vé vào chơi trận tranh siêu cúp Ả Rập. Chờ đợi họ ở trận cuối cùng là Al Hilal, câu lạc bộ vô địch Saudi Pro League mùa trước. Và cứ lần nào gặp nhau là lại hủy diệt Ronaldo và các đồng đội không thương tiếc. CR7 hiểu rõ khó khăn nào đang chờ đợi trước mắt, dẫu rằng siêu cúp này thực chất chỉ là một giải đấu không quá quan trọng. Song, trong bối cảnh các giải chính thức đã bị Al Hilal thống trị toàn diện, thì Ronaldo càng phải quyết tâm trong trận đấu này để có một danh hiệu. Khá bất ngờ là khi bước ra đường hầm, huyền thoại của Man United và Real Madrid đã chạm tay vào chiếc cúp trước khi trận đấu bắt đầu. Điều này đã đi ngược lại nguyên tắc mà anh đã từng đặt ra trước kia. Cụ thể, năm 2017, tại Confederation Cup, FIFA trao cho CR7 một bất ngờ khi mời anh đến chiêm ngưỡng chiếc cúp Liên đoàn Châu Lục. Cùng được chung vải tối màu và Ronaldo không hề biết có gì ẩn dưới lớp vải cho đến khi nó được bỏ ra. Anh đi lại một vòng ngắm nghía khái quát rồi trầm trồ trước vẻ đẹp của nó. Song khi đối diện với chiếc cúp sẽ được trao cho nhà vô địch, anh từ chối sờ vào nó. Tôi không bao giờ chạm vào cúp trước giải đấu diễn ra. Nó có thể mang đến vận xui. Hôm qua Ronaldo phá lệ, anh muốn thử thay đổi cách làm của mình xem vận may có đến hay không. Và có vẻ như ông trời đã muốn cho lòng người đàn ông 39 tuổi có gần như đủ mọi thứ trong tay nhưng vẫn luôn khát khao chinh phục thành công. Phút 44, Ronaldo giúp Al-Nass vượt lên dẫn trước sau pha chọn vị trí và dứt điểm cận thành chuẩn xác từ đường trả bóng của Gareth. Phải chăng câu nói Sunday the King plays hôm nay sẽ dùng để chúng ta ca ngợi Ronaldo chăng? Hàng triệu cổ động viên của CR7 trên toàn thế giới có chung suy nghĩ như vậy. Họ mong rằng hôm nay sân khấu sẽ thuộc về anh. Dẫu cho chiếc cúp này giá trị không cao, nhưng Ronaldo đã 4 năm rồi không thể vô địch. Làm ơn đừng bắt anh phải buồn thêm nữa. Trên này CR7 chạy liên tục, có thể thấy ngoài bàn thắng ra, anh đã cố hết sức mình để dẫn dắt Al-Nass tới chiến thắng. Buồn thay, chỉ một người cố là không đủ. Al-Nass đã đổ sụp hoàn toàn trong hiệp 2. Đầu tiên là Sergei Milinkovic-Savic ghi bàn giúp Al Hilal gỡ hòa 1-1 ở phút 55. Trước khi Aleksandar Mitrovic lập cú đúp ở phút 63 và 69, đưa nhà vô địch Saudi Arabia dẫn trước 3-1. Và cuối cùng, Mancom đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Al-Nass với bàn thắng ấn định chiến thắng 4-1 ở phút 72. Tình huống Mancom đóng chiếc đinh cuối cùng vào chiếc quan tài mới thật trớ trêu làm sao. Ngay trước khung thành, thủ môn Beto của Al-Nass đã chuyền thẳng vào chân đối phương. Như thế thì làm sao Mancom bỏ lỡ cơ hội trừng phạt được cơ chứ? Cách biệt quá lớn khiến Al-Nass không còn cơ hội gượng dậy. Đội chủ sân Al Awan Park thua 2 trận liên tiếp trước Al Hilal bao gồm King Cup, Siêu Cúp, đồng thời nối dài chuỗi trận không thắng trước đại kình địch lên con số 11, gồm 7 thua, 4 hòa. Chứng kiến toàn bộ tình huống diễn ra bàn thua hài hước ấy, Ronaldo ức chế ra mặt. CR7 đã đứng ở vòng tròn giữa sân làm động tác ngủ gật để chỉ trích các đồng đội đá như mơ ngủ. Sau đó anh còn thực hiện thêm nhiều động tác khác để lên án sự thiếu quyết tâm của đồng đội ở Al-Nass. Dường như trên sân, chỉ một mình anh mong cầu chiến thắng, còn những người khác chỉ chờ tiếng còi vang lên cho xong chuyện. Quả là đáng cho anh bày. Tương tự như những lần gặp nhau giữa hai đội, trong trận này, Ronaldo tiếp tục trở thành đối tượng chế giễu của người mộ bên phía Al Hilal khi họ liên tục hô lớn Messi, Messi trên khán đài mỗi khi sửa sang người Bồ Đào Nha có bóng. Lần này, Ronaldo đã kiềm chế hơn chứ không đáp trả đối phương bằng những hành động thiếu kiềm chế. Thậm chí anh còn ghi bàn mở tỷ số. Xong, trước một đối thủ quá mạnh, còn đồng đội thì quá tạ, Ronaldo đã lại bất lực thêm lần nữa. Rõ ràng là rất đau buồn với thất bại này, nên Ronaldo thậm chí không ở lại sân để nhận huy chương Á quân, mà thay vào đó, anh nhanh chóng di chuyển xuống đường hầm quay trở lại phòng thay đồ. Lần này, anh đã không khóc như trong trận chung kết King's Cup hồi tháng 6, khi loạt luân lưu ở trận đấu giữa Al-Nass và Al Hilal trong khuôn khổ King's Cup khép lại, Ronaldo đã bật khóc. Siêu sao người Bồ Đào Nha tỏ ra vô cùng cay đắng khi anh phải khép lại mùa giải 2023-2024 với việc trắng tay. Ronaldo chơi không tồi ở trận này, chỉ tiếc rằng bàn thắng lại lảng tránh CR7. Xem trên mọi đấu trường, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi đến 44 bàn sau 45 trận ra sân. Nhưng rồi kết cục anh nhận lại chỉ là sự cay đắng không hơn không kém. Al Hilal thực sự tạo ra nỗi ám ảnh lớn với Ronaldo. Cụ thể, Al Hilal thắng 3 trận và bất bại sau 4 trận đối đầu Al-Nass. Điều đó khiến cho cơ hội giành Saudi Pro League, Super Cup và King's Cup của CR7 đều bị đội bóng này phá bĩnh. Ronaldo trong cả 4 lần gặp Al Hilal ở mùa giải 2023-2024 đều không thể ghi bàn. Hôm nay anh nổ súng thì lại bị đối phương dội tới 4 gáo nước lạnh trong hiệp 2. Trái với nỗi buồn khôn nguôi của Ronaldo là sự vui mừng của Neymar. Tiền đạo người Brazil tiếp tục không ra sân ở trận này mà chỉ theo dõi Al Hilal trên khán đài. Tuy nhiên Neymar lại được hưởng niềm vui vô địch. Như vậy là kể từ khi cập bến đội bóng mới với giá là 92 triệu euro, tiền đạo người Brazil chỉ đá vỏn vẹn 5 trận nhưng đã có tới 4 chiếc cúp. Trong khi đó, Ronaldo cay bục mặt nhưng vẫn trắng tay hoàn toàn.
Dường như những ngày tháng cuối sự nghiệp của Ronaldo đang trái ngược hoàn toàn với thanh xuân của anh. Huyền thoại sinh năm 1985 chọn đội bóng nào cũng có vấn đề. Nếu Juventus ở giai đoạn CR7 khoác áo là một tập thể già nua, yếu đuối, thì Man United lại là một tập thể hỗn loạn, không còn giống với mái nhà mà anh đã từng thi đấu cách đây 15 năm. Sang Anas thì vướng ngay ông kẻ Al Hilal, một câu lạc bộ quá mạnh so với phần còn lại của Ả Rập. Lực lượng của đội bóng này ở đẳng cấp cao hơn hẳn so với đối thủ, kể cả Anas. Nhưng buồn nhất phải là kỷ niệm đau thương ở Bồ Đào Nha. World Cup 2022, anh khóc tức tưởi rời giải đấu ở vòng tứ kết. Đây là lần đầu tiên CR7 phải ngồi dự bị ở đội tuyển quốc gia. Đã thế, anh còn bị lọt vào đội hình tệ nhất giải đấu. Đến Euro 2024 vừa qua, Ronaldo được ưu ái đá chính từ đầu đến cuối, nhưng một lần nữa, anh bị xếp vào đội hình gây thất vọng nhất. Đã vậy, CR7 còn không thể ghi được bàn thắng nào. Trong quãng thời gian này, Lionel Messi đã chinh phục cả World Cup và Copa America. Với chừng ấy nỗi đau, không ít người khuyên Ronaldo bỏ cuộc và tuyên bố giải nghệ. Song anh vẫn kiên quyết gắn bó với sự nghiệp. Theo cựu danh thủ Adrian Mutu, thì đó là vì cậu con trai. Ronaldo đang có động lực vô cùng lớn. Cậu ấy đang muốn chờ đợi để tham gia trận đấu chính thức cùng con trai mình. Đó là lý do tại sao CR7 không muốn bỏ cuộc và giải nghệ. Nếu Cristiano Junior ra mắt ở Anas, thì chuyện này có thể xảy ra. Nếu cậu bé thi đấu ở câu lạc bộ khác, thì không biết ý nguyện của Ronaldo có trở thành hiện thực không. Đặc biệt nếu Cristiano Junior chơi cho Real Madrid, thì mọi việc càng khó. Để họ chơi cùng nhau trong một năm thì hơi khó, nhưng hai cha con hoàn toàn có thể sát cánh trong nửa mùa giải. Chẳng biết bao giờ ước nguyện của CR7 mới thành hiện thực. Anh vẫn còn đá thì vẫn còn vui, nhưng cũng nhiều người xót xa lắm, vì họ chẳng muốn nhìn thấy cỗ máy chinh phục danh hiệu này lại cứ liên tục cúi đầu khóc nức nở sau mỗi thất bại.